Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết đến thì nhiều tuyến đường hè phố sẽ lại trở thành điểm bán cây cảnh và thực trạng lấn chiếm hè phố để có thể kinh doanh đã diễn ra nhiều năm nay, song không thể giải quyết một cách triệt đề và đây cũng là một phản ánh mà quý vị khán giả từ quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã gửi đến cho tiểu mục hotline VTC9 ngày hôm nay. Theo đó thì dọc tuyến đường Lê Quang Đạo điểm giáp xanh giữa hai phường Phú Đô và phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội, những ngày này xuất hiện tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng để dựng khung căng bạt kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ, cây cảnh phục vụ Tết, thậm chí là xuất hiện biển thông báo cho thuê bãi kinh doanh buôn bán, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp ngay trên hè phố gây cản trở giao thông. Khán giả đã đặt câu hỏi việc kinh doanh tại các điểm vỉa hè như trên đã được cơ quan chức năng cấp phép ra sao? Khán giả cũng mong muốn cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm kiểm tra để đảm bảo trật tự